thành Đại La, đô cũ của Cao Vương ở giữa khu vực trời đất, được thế rồng trầu hổ phục, chính giữa Nam Bắc Đông Tây, tiện nghi núi sông sau trước. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt phồn thịnh. Xem khắp nước Việt, đó là nơi thắng địa, thực là chỗ tụ hội quan yếu của bốn phương, đúng là nơi thượng đô kinh sư cho mãi mãi muôn đời. Có chuyện gì? Chuyện gì? Mau đổ hoàng cung. Ai? Ai đã gây ra đổ máu? Chính hoàng thượng. Ta gây đổ máu cho ai? Dương gia quốc cường. Hoàng thượng ơi, đây là máu của Dương gia vừa mới tuôn trào bởi đớn đau và phân hận. Rồi còn máu của những ai đang trực chờ tuôn đổ trong cảnh bình yên thì non nước thanh bình. Trong ngựa hí vương của đời chiến trận biên đình, máu của những người một thời để nhớ, một thời cùng sớ chi gian khổ. Gai gánh gồng non nước, chân dẫm đạp sát thù, ngày chia năm cơm cô đêm đất cùng chân dài. Giờ đây không làng tên mũi dao, mà sao nghe nỗi đau tuôn đổ máu anh hùng. Hoàng thượng ơi, nếu được nói lên lời nói sau cùng, thần xin khẩn thiết can ngăn dù phải lãnh vào án tử, chớ không thể nhìn Dương gia tôn kính máu hận tuôn tràn khi nghe thanh lệnh dời đô. Lại là chuyện dời đô. Gia chọn ta làm con rể, tiền đế Lê Đại Hành ban rượu mừng, ba quân tướng sĩ hân hoan. Lần đó ta đã vui say cùng chiến hữu cho tới cánh tàn, quên cả người đang chờ ta trong đêm họp cần. Còn bây giờ đã bao đêm một mình ta, ta uống một mình nên dù muốn cũng không sai. Ta tự hỏi đâu rồi hương vị thơm nồng nơi chiến địa cát bay, mà chỉ còn lại đây hơi rượu lạc chua cay đắng chát. Hoàng thượng, vì rượu của năm xưa là men rượu sẽ chia trong tình duyên, còn rượu của hôm nay là rượu vui về hưởng thụ nên mùi vị đã đổi thay theo thế thái nhân tình. Ta đâu nghĩ rằng hôm nay ta cô độc một mình, xưa ta hiểu nhau qua từng tiếng thở dài qua ánh mắt, nay ta lạc giọng kêu gào vì mình ta hiểu cho ta.
thế vì ta là vua nên đôi vai nặng gánh sang hà, nên ta phải yêu cả non sông thương khắp cùng trăm hò. Còn các khanh là quần thần dân do, thì các khanh chỉ cần yêu mảnh đất qua lư. Khi ta quyết định dần đổ, ta chấp nhận cả những giấc quen mà trong sách sử thiên hạ có thể đặt ra trăm ngàn câu hỏi, nhưng câu trả lời chỉ có một, đó là sự hùng cường của Đại Việt và sự phồn vinh của muôn dân. Tâu hoàng thượng, thần là kẻ từng có phù hoàng thượng lên ngôi, nên đối với người thần cũng giữ một lòng tin tròn vẹn. Huống chi thần lại được hoàng thượng chọn làm phò mã, dù lẽ thiên chúng thần cũng phải vì hoàng thượng xa. Còn đối với Dương gia, thần từng xém là đánh đấu trời cao, mà thần hướng về với lòng tin tuyệt đối. Chúng thần không muốn bỏ qua lư, vì cùng chúng ý nghĩ với Dương gia rằng nơi đây chính là kinh đô của Đại Việt, chớ không phải vì lợi quyền nhỏ mọn mà quên thần dân, quên dân mệnh cơ đồ. Vì thế cho nên các khanh đã thổi bùng ngọn lửa khiến Dương gia phải đổ máu, rồi đem máu của người toan cản bước ta đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, còn hoàng hậu, ta đã cho hoàng hậu ở cận kề để chăm sóc Dương gia. Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu đâu mà để xảy ra cớ sự như thế này? Hoàng hậu đâu? Dương gia nghĩ rằng thần thiếp bỏ cha theo chồng, mê làm hoàng hậu, nên thiếp đã không khuyên can hoàng thượng đừng xuống chiếu dời đô. Còn hoàng thượng, chắc hoàng thượng cũng nghĩ rằng thiếp bỏ chồng theo cha nên đã không thuyết phục cha chung lòng vì nghiệp lớn. Giữa Dương gia và hoàng thượng, thiếp không thể chọn một người. Vậy xin hoàng thượng hãy bao dung, đừng nên trách giận thiếp đã không tròn trọng trách của người giao. Hoàng hậu, nhờ đấng quân dương mở đường giải thoát cho thiếp được vĩnh cửu nghĩa nhân, trọn một kiếp nhân sinh. Tại người hai cánh mơ tóc xanh, hoàng thượng gửi lại cung dương như gửi một đoàn đời. Giao chung am thiền tiếp tìm khói bình yên. Hoàng hậu ơi, sao nỡ giữa lúc rối ren nở tình nhà, giữa lúc bốn bề ta chẳng còn ai. Thì kể từ nay thiếp cũng chẳng còn ai để ngài bước chung đôi đêm kề chung. Chỉ còn lại chúng am dân với tiếng chuông chiều mùa sớm nương bóng tự bi để chờ gục rửa mọi